Như vậy là Việt Nam chính thức tham gia vào cái cuộc đua nới lỏng tiền tệ với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với cái thông điệp phát đi vào sáng sớm ngày hôm nay, thì từ ngày 19 tháng 11, các ngân hàng phải giảm lãi suất huy động và cho vay. Đây là thông điệp của Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo ban hành hai quyết định về việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam đồng và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của các cái tổ chức tín dụng đối với một số cái lĩnh vực và ngành nghề. Đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm qua, thì Vietcombank đã phát đi cái thông điệp là hạ lãi suất cho vay 0,5% đối với tất cả các khoản vay, và nó có ảnh hưởng như anh chị và các bạn đã biết là tới 320.000 tỷ mà hiện nay là dư nợ tín dụng của Vietcombank. Nhiều người sẽ đặt ra cái câu hỏi là cái câu chuyện hạ lãi suất này thì tại sao lại gọi là nới lỏng tiền tệ, và nó có tác động như thế nào tới nền kinh tế nói chung và các cái thị trường đầu tư, các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán, liệu dòng tiền sẽ chảy về đâu, và đánh giá cái quy mô của cái đợt mà chạy đua hạ lãi suất nới lỏng tiền tệ này nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó chính là cái động thái hạ lãi suất này thì không còn quá mới đối với phần lớn các nhà đầu tư trên toàn cầu. Bởi vì các cái động thái hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trước đây, cũng như là hạ lãi suất của các ngân hàng trung ương châu Âu, và đặc biệt chúng ta dễ nhận ra nhất đó là các ngân hàng tại khu vực châu Á, gồm ngân hàng của Thái Lan, của Singapore, Malaysia, và đặc biệt là anh hàng xóm của chúng ta, đó là ngân hàng trung ương Trung Quốc, đã có những cái đợt hạ lãi suất trước đó. Nhưng mà chúng ta trong suốt năm vừa qua thì vẫn nhùng nhằng trong cái câu chuyện là có hạ lãi suất hay không, có phát đi cái thông điệp gọi là nới lỏng tiền tệ hay không. Bởi vì chúng ta muốn là giữ vững cái vấn đề là tăng trưởng GDP, đi kèm với đó thì phải giữ được cái lạm phát thấp cũng như là giữ ổn định cái tỷ giá. Mục đích cái câu chuyện của giữ câu chuyện là tỷ giá ổn định là bởi vì chúng ta muốn trong cái điều kiện là kinh tế toàn cầu đang có nhiều những cái vấn đề, thì chúng ta giữ ổn định cái tỷ giá để giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài, và cũng muốn níu kéo thêm cái dòng vốn nước ngoài FDI đổ vào cái nền kinh tế Việt Nam. Tuy vậy thì đến ngày hôm nay thì gần như là gần cuối năm 2019, chúng ta thấy được rằng là lạm phát của chúng ta thì nó cũng nằm ở đâu đó khoảng chưa tới 4% thôi, khá là thấp. Do đó thì đây là một trong những cái điều kiện, là một trong những cái dư địa để Ngân hàng Nhà nước có thể gọi là đưa ra các cái biện pháp, và biện pháp đã được đưa ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Đó chính là việc Ngân hàng Nhà nước là bắt các tổ chức tín dụng, hay được gọi là cái biện pháp hành chính, là yêu cầu các tổ chức tín dụng có một cái hạn mức mới trong cái câu chuyện huy động ngắn hạn dưới 6 tháng là tối đa chỉ có 5% thôi, là giảm so với lại cái mức huy động trước đó, và cũng quy định thêm rằng là cái lãi suất mà cho vay ngắn hạn đối với Việt Nam đồng nhu cầu cái phục vụ như là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và nông nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì giảm từ 6,5% xuống 6% lãi suất cho vay. Và các quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính quy mô đối với các nhu cầu vốn này thì giảm từ 7,5% xuống 7%. Cái điều mà chúng ta muốn trao đổi với chia sẻ với anh chị và các bạn là cái việc hỗ trợ lãi suất như thế này thì nó được đánh giá với cái quy mô gọi là nới lỏng tiền tệ như thế nào. Thì anh chị và các bạn, trong những ngày đầu tiên của cái quy trình gọi là nới lỏng tiền tệ và đưa ra một cái quy trình mới trong cái quá trình gọi là quy định này thì sẽ ít người để ý tới, nhưng sắp tới anh chị và các bạn sẽ để ý nhiều hơn, nhiều các cái báo đài cũng như nhiều các cái bài trao đổi, chia sẻ, phân tích sẽ đánh giá cụ thể hơn cái quy mô của cái đợt này. Thì nếu mà nói 0,5%, nhiều anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó khá là ít, khá là nhỏ so với cái tỷ lệ lãi suất hiện nay đang cho vay cũng như đang huy động. Tuy vậy thì theo ngân hàng Vietcombank ngày hôm qua và sắp tới đây thì nhiều ngân hàng sẽ học theo ngân hàng Vietcombank, đó là họ không chỉ hạ lãi suất là đối với một cái lĩnh vực nào cụ thể, mà họ hạ lãi suất trên tổng quy mô tín dụng của cả một ngân hàng. Ví dụ như trong trường hợp của Vietcombank thì họ hạ lãi suất 0,5% đối với 320.000 tỷ, tức là tổng toàn bộ cái quy mô tín dụng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái tiền lãi là khoảng đâu đó 1.600 tỷ sẽ được gọi là cho không, biếu không các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Và nếu như với cái trào lưu này, với cái cách làm hiện nay thì các ngân hàng khác cũng sẽ học theo. Thì chúng ta giả định rằng là nếu như có một nửa trong số các ngân hàng cũng làm cái điều này giống Vietcombank, thì hiện nay thì tổng toàn bộ cái quy mô tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam tính tới ngày 4 tháng 10 năm 2019 thì là khoảng 7,8 triệu tỷ đồng. Chúng ta giả định một nửa trong số này cũng giảm lãi suất 0,5%, thì chúng ta có thể thấy được rằng khoảng đâu đó 3,5 triệu tỷ đồng được giảm 0,5%. Nếu 3,5 triệu tỷ đồng mà giảm 0,5% thì anh chị và các bạn nhân dùng với 0,5% xem là nền kinh tế của chúng ta sẽ được cho không biếu không bao nhiêu tiền khi mà cái lãi suất gọi là cho vay nó giảm xuống 0,5%. Và nếu như suy ngược trở lại 10 năm về trước, so với cái quy mô hỗ trợ lãi suất 4% của cái gói là 100.000 tỷ năm 2019, thì chúng ta thấy là cái quy mô của đợt hỗ trợ này nó lớn, thậm chí là lớn hơn rất nhiều lần so với cái quy mô hỗ trợ lãi suất 4%. Và năm 2009 là cái năm mà với cái quy mô gói có 100.000 tỷ mà hỗ trợ 4% lãi suất, thì đã đưa cái nền kinh tế của chúng ta, là đặc biệt là hai cái kênh đầu tư, đó là đầu tư, đặc biệt là đầu tư chứng khoán, đã có một cái năm gọi là tăng rất là mạnh, từ 235 điểm mà tăng tới 630 cho năm 2009. Nếu năm 2020 chúng ta tiếp tục duy trì cái việc hỗ trợ lãi suất này, và nếu như có những cái động thái tiếp theo của câu chuyện hạ lãi suất trên toàn mặt trận, tức là cái sự liên đới cũng như là cái ngòi sự cái phát súng nổ của Vietcombank sẽ dẫn đến các ngân hàng khác cũng làm theo, thì chúng ta sẽ thấy đâu đó chúng tôi tạm tính trên 1 triệu tỷ của gọi là tổng kết quy mô tín dụng của Việt Nam, thì với 0,5% thì chúng ta đã thấy khoảng 5.000 tỷ cho không biếu không các doanh nghiệp và các cái thành phần trong nền kinh tế rồi. Thì so với cái quy mô và 4% hỗ trợ lãi suất cho cái gói 100.000 tỷ trước đây ấy, thì khoảng 4.000 tỷ thôi, thì gói này đã hơn rồi. Mà trong khi đó là chúng ta quy mô tín dụng của toàn nền kinh tế là khoảng 7,8 triệu tỷ cơ, thì nó nằm ở khoảng đâu đó là chúng ta sẽ phải thấy được rằng là nó nằm ở khoảng tầm 35.000 tỷ cơ. Tôi đoán thì chắc là cũng không đến mức là toàn bộ cái quy mô tín dụng được hạ 0,5%. Tuy vậy thì một nửa trong số đó đã là một cái con số rất là lớn rồi, tức là khoảng đâu đó 10.000 tỷ được cho không biếu không vào nền kinh tế. Và 10.000 tỷ này thì điểm đầu tiên mà nó tìm đến đó là kênh đầu tư mà dễ vào dễ ra nhất, đó là thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và một số cái kênh trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính. Kênh tiếp theo mà cái quy mô vốn này nó có thể sẽ tác động liên đới, đó là thị trường bất động sản. Trong cái điều kiện hiện nay thì thị trường bất động sản đang có những cái dấu hiệu không được tích cực cho lắm. Do đó thì với cái việc hỗ trợ lãi suất cũng như là cái câu chuyện nới lỏng tiền tệ này, thì thị trường chứng khoán chắc chắn rằng là được hưởng lợi. Thị trường bất động sản chắc là sẽ không xấu đi nữa, nếu không muốn nói rằng là sẽ tích cực trở lại. Và điểm này thì cũng là nó đúng với những cái suy đoán, những cái phân tích của chúng tôi thôi. Bởi vì là 50% cái tổng dư nợ bất động sản đều là từ các ngân hàng. Và ngân hàng thì chắc chắn sẽ vào cuộc trong cái câu chuyện hỗ trợ thị trường bất động sản, bởi vì họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái câu chuyện là 10 năm về trước thì cái nợ xấu nó bắt nguồn từ thị trường bất động sản, và chắc chắn họ không muốn thị trường bất động sản giảm sâu hơn để chuyển những cái gói nợ hiện nay đang là nợ tốt hoặc là nợ gọi là trên chuẩn thì trở thành cái nợ dưới chuẩn và thành cái nợ gọi là nợ xấu, gây ra ảnh hưởng gọi là toàn cục đối với cái nền kinh tế nói chung, thị trường tài chính nói riêng, các ngân hàng nói riêng, và nó giống như 10 năm về trước, nên họ học ở kinh nghiệm nhanh lắm và chắc là họ không để cho bất động sản có vấn đề đâu. Tăng nữa thì chưa dám nói, nhưng mà giảm nữa thì chắc là không. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Cái điều ngày hôm qua cũng là cái thắc mắc của nhiều anh chị và các bạn là làm sao để biết được rằng là Vietcombank hôm nay nó giảm 0,5% thì ngày mai nó không tăng. Thì hôm nay thì đã được có một cái câu trả lời gọi là thỏa đáng luôn rồi, đó là ngân hàng nhà nước yêu cầu. Ngân hàng nhà nước yêu cầu thì cái việc mà cái thông lệ trong cái quá trình điều hành chính sách á, thì người ta sẽ làm theo cái hướng, tức là không phải là tự nhiên. Cách đây khoảng 4 năm cơ, tức là cái gói hỗ trợ này là hỗ trợ lãi suất, tức là 4 năm trở lại đây thì lần này là lần đầu tiên mà chúng ta mới có cái gói gọi là yêu cầu cái hệ thống tín dụng, hệ thống ngân hàng, nhà nước mới yêu cầu toàn bộ hệ thống ngân hàng là hạ lãi suất 0,5% đối với tiền gửi. Hạ lãi suất 0,5% đối với tiền gửi thì chắc chắn sẽ hạ lãi suất cho vay, chắc chắn là như vậy luôn. Vietcombank thì nó làm trước, tức là nó đây là một trong những ngân hàng mà nó có thể nói thẳng là nó tốt nhất Việt Nam, và nó có một cái nguồn tiền rất là lớn với cái việc là lãi suất rất khá là thấp của kho bạc nhà nước cũng như là các cái tập đoàn kinh tế nhà nước được gửi tại Vietcombank. Do đó thì họ không thiếu về mặt tín dụng và họ có thể làm ngay, chưa cần là ngân hàng nhà nước cho hạ lãi suất cho vay.
cho cái thông tư hạ lãi suất huy động, thì họ đã có thể làm ngay cái việc hạ lãi suất cho vay rồi. Họ đi đầu trong cái thực hiện cái gọi là chỉ đạo của chính phủ. Trong cái buổi họp quốc hội gần đây thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cái câu chuyện đó là chắc chắn năm 2020 tối thiểu là hạ lãi suất 0,5% cho lãi suất cho vay. Đấy, tất cả những thông tin như vậy thì chúng tôi tập hợp và cung cấp lại với anh chị và các bạn, cũng như vừa đánh giá được cái quy mô tín dụng và cái sức ảnh hưởng của cái gói gọi là nới lỏng tiền tệ này. Thì anh chị và các bạn mong rằng là có thể là có một vài cái nguồn thông tin tham khảo trước và sớm. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình thị trường cũng như là cái sự gọi là bùng nổ của cái đợt hạ lãi suất này hay chỉ nằm ở Vietcombank hay không, hay là sẽ nổ ra ở nhiều ngân hàng khác. Và nếu tiếp tục anh chị và các bạn thấy trên báo chí cũng như các phương tiện thông tin truyền thông, và đặc biệt là tối ngày hôm nay thì chắc chắn là VTV1 hoặc VTV3 sẽ cung cấp cho anh chị và các bạn cái thông tin về cái ngân hàng nhà nước là hạ lãi suất này thôi. Bởi vì ngày hôm qua thì chúng tôi cập nhật trong video xong thì tối thì trên VTV3 đã có cái câu chuyện về Vietcombank hạ lãi suất, thì tối nay chắc chắn sẽ có cái câu chuyện chúng tôi vừa nói. Và nếu như tiếp theo mà sẽ thấy rằng là Công Thương này, BIDV này, ACB này, MBB này, các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng cũng đồng loạt hạ lãi suất, thì chắc chắn là cái quy mô tín dụng của đợt này nó sẽ tối thiểu là khoảng được 500.000 tỷ, bởi vì mình Vietcombank là 320.000 tỷ rồi. Còn nếu nhiều hơn thì nó sẽ vài triệu tỷ được hưởng lợi trong cái câu chuyện là hạ 0,5% này, thì nền kinh tế của chúng ta thì ít nhất cũng được hưởng lợi khoảng 5.000 tỷ cho không biếu không của hệ thống ngân hàng, và chắc chắn sẽ thúc đẩy đến các cái kênh đầu tư và đến cái nền kinh tế nói chung. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Nếu video này hữu ích, đừng quên like, share, chia sẻ video này, và đừng quên đăng ký để tham gia cái cộng đồng Thắng ơi TV bằng việc là đã mua nón Thắng ơi TV để ủng hộ cho nhóm chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.